Roman Sumer. Chung kết của chung kết luôn. Kể gặp em đây. Roman Sumer. Bên mình quân em đời, nhưng mà bên kia người ta cũng là một quân mà theo cái chế độ có lạc đà này, cung rờ để có thể là kê. Đấy. Mỗi bên đều có lợi thế cho riêng mình. Là cùng cho xem lợi thế nó sẽ phát huy như thế nào thôi. Bài vở nó sẽ quyết định tương đối nhiều. Mười hai trên 24. Thế một bầy hiệu 4 con nữa này. Ít sủa thôi, ô vãi. Vừa thì hỏi mấy C như thật. Bây giờ thì bảo ít sủa thôi, hóa ra là chó à. Nguyễn Dũng này là ông nào đây? Chán lắm. Vợ con xinh đẹp như này mà. Đẹp trai, vợ đẹp, con xinh như này mà comment câu thiếu não thế nhở? Cạn lời đấy. Giờ thì à, trường hợp này nữa, từ chối hiểu. Não bò phải chịu chết đấy. Hai sáu dân của Rome. Mười hai mươi tám này. Cái map này quen đấy nhỉ? Cái map này là cái map qua tôi đánh anh em này.
Cái map này hôm qua tôi đánh ở trong game TV này. Ơ, đúng có cái map rồi này. Căn bản nhìn bầy hưu nên mới nhớ anh em ạ. Ờ đúng rồi, chỉ chuẩn đét chuẩn đét. Vậy là nhà của em thủ mạnh 12 giờ, bài này cũng khỏe lắm ấy nhá. Bài này mắc binh đấy. Bài của Sumer là bài mắc của mắc. Đúng rồi, map này mình nhớ rồi. Bài Sumer là bài mắc của mắc hôm qua vâng cầm mấy con này. Hôm qua là mình map này mình cầm con IA đánh với con Rome. Đấy, đúng rồi. Chuẩn xác rồi. Map này con Sumer bài mắc binh khỏe lắm. Thế anh em luôn, con Sumer bài này mắc binh á, bài mấy kia là bài mắc binh mà. Hôm qua đánh mấy cái tay gì ở trên mạng. Đấy, bài mắc binh lắm, diêu voi nhiều 27 dân luôn. Mình 26 dân, mình kia 27 dân nên là như vậy là bằng nhau. Đúng không? Và từ trận hào bị cầm min đi đấy. Thế là thua đấy. Đào hào đít. Đít xong thì hào cầm cho son. Thứ cầm Messi. Hôm qua mình cũng ăn cái bầy hiu này. Trên 12 giờ còn bãi quả cơ. Các bác nhìn xem. Trên 12 giờ còn bãi quả. Hào sẽ đánh kiểu lạc đà kẹp cung đờ đứng thủ. Vâng, bài Sumer mắc binh lắm. Cái bài Sumer này nó mắc binh. Trên 12 giờ vẫn còn bãi quả nữa. Mà nếu mà đánh thủ như này, người ta có cung rò lạc đà thì thứ sẽ phải lưng công giáp. Lưng công giáp 4 lên thì mày ra mới đánh được. Chứ có giáp này lạc đà chém đau lắm ấy. Cố gắng lưng cái giáp lên. Mới khỏe và đang móc ở đây. Cái khó là cái map này, cái map rất khó luôn. Và cũng như khung nhà và bài Summer là còn mới khỏe. Khó phù, mình không thua. Toxic các bác ạ. Bài Summer là trả thêm cung giờ. Lên sớm. Bài của bạn lên sớm 27 dẫn đứng thủ luôn. Tỷ số là 23. 12 giờ còn bãi quả rồi anh em. Sumer này bài khỏe lắm. Map này hôm qua tôi vừa mới đánh xong đấy. Hào nó ăn bãi quả trên 12 giờ 32 quả phụ dành cho Sumerian. Số là 23 và chúng ta dừng cuộc chơi với tỷ số